Tử vi tuổi Ngọ tháng 11 âm lịch. Kênh Phong thủy Gia Cát xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi nói đến vận trình công danh, sự nghiệp của các con giáp trong thời gian vừa qua, có người phát triển rất ảm đạm, làm ăn thua lỗ, nhưng cũng có người làm ăn phát đạt, giàu nhanh chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 11 âm lịch này, trong số 12 con giáp, thầy phong thủy chỉ rõ tuổi Ngọ sẽ dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, khiến đại họa giáng xuống, khiến bản mệnh không chỉ kém may mắn về tiền bạc, công việc mà còn cả sức khỏe, khó đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó, gia đình lục đục, mâu thuẫn, căng thẳng. Để biết được cụ thể vận trình của tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch, hay tuổi Ngọ có cơ hội và may mắn ở phương diện nào, có đại hạn sẽ xảy ra với tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch nào hay không, và làm cách nào để hóa giải được vận hạn và đón lành, tránh dữ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu nội dung ngay sau đây. Tổng quan tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 âm lịch và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 âm lịch, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này là tháng khá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, bản mệnh cần đặc biệt chú ý những ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11 năm 2020, tức ngày 22 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 và mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 và mệnh chủ Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11 năm 2020, tức ngày 17 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Gia Trung Kim. Ngày âm lịch 16 tháng 11 năm 2020, tức ngày 30 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ tháng 11 âm lịch cho thấy rằng vận trình công việc của bạn không được tốt, cho nên bản mệnh sẽ dễ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn bị áp lực tinh thần đè nặng. Phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những điều rủi ro. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Ngọ cần phải nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng, tam giác, khai vận, dần, ngọ, tuất.
Vật phẩm sẽ giúp người tuổi ngọ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vật hành thông, tài lộc của người tuổi ngọ. Nhìn chung tài chính của tuổi ngọ tháng 11 âm lịch không được như ý vì công việc không thuận lợi. Tài lộc của tuổi ngọ sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn. Con giáp có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm. Thấy lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, tăng thêm tài lộc, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức để từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội tình cảm của người tuổi ngọ. Tháng 11 này, dòng ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi, xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên thận trọng người cạnh, đừng có mới, nới cũ, mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng, so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bạn mạnh, hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi ngọ nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, sức khỏe của tuổi ngọ. Vận trình sức khỏe của tuổi ngọ theo tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Tuổi ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tuổi ngọ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi ủ uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế, những chuyện vô bổ. Phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa nên tập luyện thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Chi tiết tử vi tháng 11 cho từng tuổi ngọ. Thứ nhất, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, vận trình của con giáp này tháng 11 âm lịch vô cùng ảm đạm, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Không nên lo tâm khổ tứ quá nhiều vì năm nay có thể là một năm hạn về bệnh tật. Có quá nhiều áp lực trong cuộc sống cần phải được hóa giải. Tình cảm với người thân là một vấn đề lớn khiến bạn phải suy nghĩ quá nhiều, công việc tinh thần ảnh hưởng đến công việc cũng khiến bạn mệt mỏi nên phải hạn chế đầu tư, làm ăn lớn, kẻo mắc bệnh, rồi kiếm tiền cũng không để làm gì. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Ngọ nên sử dụng kim bài thái tuế mang theo bên mình để mang lại bình an, may mắn cho bản mệnh. Thứ hai, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tháng 11 âm lịch không có gì nổi bật. Thậm chí sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tử nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào mối làm ăn nào đó, kẻo mất trắng. Đối với những gia chủ tuổi Bính Ngọ thì tháng Mậu Tý thực sự là tháng khá nhiều thách thức. Bạn gặp phải những thị phi, vận đen nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải được điều này, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ bản mệnh cho gia chủ. 3. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuổi Mậu Ngọ tháng 11 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục. Công việc có lúc tốt, có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại, khiến bạn thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ. Bản mệnh cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân. Đừng đứng núi này, trông núi nọ, chán người bên cạnh sẽ làm chính hôn nhân của mình bị đổ vỡ. Từ đó, cuộc sống cũng không được như ý. Tình cảm của bạn, chính bạn phải chủ động.
Hơn nữa tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế, chi tiêu những thứ không cần thiết. Nếu tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho gia chủ làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ tư, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ tháng 11 âm lịch không được thuận lợi. Những ý kiến, đề xuất của bạn khó được cấp trên chấp nhận, cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và các mối quan hệ. Vận trình tình duyên không được như ý, canh cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi, chán trường. Bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu bạn không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình. Nhẹ nhàng góp ý với người vợ, chồng mình để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tiền bạc cần tiết chế chi tiêu dù kiếm ra nhiều. Cố gắng tích góp một khoản lớn để còn đầu tư làm ăn về sau. Cuối tháng 11 âm lịch nên đầu tư vốn vào đâu đó cùng với người đáng tin tưởng để thu lời. Năm 2020, tuổi Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế báo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy là kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Năm tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Nhâm Ngọ 2002 có vận trình học hành vô cùng ổn định, thi cử thành công, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy vậy, cần lưu ý dù có thành tích tốt cũng không nên kiêu ngạo, tâm lý còn nhiều rối loạn khiến bố mẹ lo lắng, mệt mỏi, cần phải chú ý lời ăn, tiếng nói. Không nên xa vào chuyện yêu đương vì tuổi này cần phải tập trung học hành. Bố mẹ cũng nên chú ý tới hành vi của con cái, quản thúc chu đáo, nếu không con sẽ đi sai đường. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sử dụng pháp khí phong thủy, kim bài, thái tuế để tăng tài vận, giảm suy xẻo, công việc, học tập. Công việc, học tập được thuận lợi, hành thông. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Cảm ơn anh chị và các bạn đã để. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.